Xin chào quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của giải hội tụ gió trên cao đi qua khu vực hoạt động mạnh nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa diễn ra trên diện rộng trong hôm qua, có nơi mưa to như ở Uông Bí của Quảng Ninh là 65 mm, ở Sapa của Lào Cai là 50 mm và ở Yên Bái là 69 mm. Trung Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của giải hội tụ gió trên cao nên có mưa ở các tỉnh ở phần phía bắc của đèo Hải Vân. Trong đó thì mưa vừa mưa lớn tập trung chủ yếu ở tại khu vực Nghệ An như là ở Quỳnh Lưu là 47mm, Con Cuông là 22mm, ở Quỳ Châu là 32mm. Sang đến hôm nay thì giải hội tụ gió trên cao hoạt động yếu đi thì tình trạng mưa ở các tỉnh thành Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ đã giảm đi ban ngày trời có nắng. Tây Nguyên trong 24 giờ qua chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam có cường độ tăng dần và hội tụ gió trên cao cũng hoạt động mạnh hơn. Chính vì vậy mà thời tiết khu vực chuyển xấu trở lại, mưa rông gia tăng cả về diện và lượng vào lúc chiều tối. Cũng dưới tác động của hội tụ gió trên cao và gió mùa Tây Nam mạnh, do vậy Nam Bộ duy trì trạng thái thời tiết có nắng trong buổi sáng và trưa nay. Về chiều tối có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Vừa rồi là những tổng hợp về tình hình thời tiết cả nước 24 giờ qua và sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong đêm nay và ngày mai. Ở vùng núi phía Tây Bắc Bộ, do hoạt động yếu đi của giải hội tụ gió trên cao, đồng thời hơi ẩm đang được tập trung vào vùng áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, nên thời tiết ở tại vùng núi Tây Bắc trong 24 giờ tới giảm mưa, chỉ có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác. Ngày mai trời giảm mây và có nắng với nền nhiệt độ tăng dần. Ở tại Hòa Bình, nhiệt độ cao nhất là khoảng 34 độ. Khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ thì nằm trong xu thế chung của toàn miền, nên thời tiết ở nơi đây cũng chỉ có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ trên diện hẹp trong 24 giờ tới. Ban ngày ít mưa và nắng nhiều hơn, tuy nhiên nhiệt độ không cao, thời tiết khá mát mẻ và thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời diễn ra ở tại Lạng Sơn, tại Hà Giang, thủ đô Hà Nội và cả Nam Định. Thưa quý vị, chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa tới 30 km về hướng Nam, núi Trầm chính là địa điểm phượt mới nổi thu hút giới trẻ Hà Thành. Mọi núi này không quá cao nhưng có địa hình rất đẹp với các tảng đá nhiều hình thù khác nhau, nhiều bãi cỏ rộng lớn đan xen quanh các hẻm núi trùng điệp. Thời tiết nơi đây trong những ngày tới phổ biến là ít mưa nên sẽ ủng hộ cho các hoạt động giã ngoại của du khách. Khu vực trung bộ phía Bắc đều hải vân thì hoạt động của giải hội tụ gió trên cao suy yếu đi cũng khiến thời tiết ở khu vực này giảm mưa. Cụ thể như là Thanh Hóa thì đêm nay có mưa rào nhẹ, còn Hà Tĩnh và Đông Hà Quảng Trị thì ít mưa, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 25-26 độ. Sang đến ngày mai thì trời giảm mây và nắng xuất hiện nhiều hơn, nhiệt độ buổi trưa sẽ tăng lên mức là từ 32 đến 34 độ vực trung bộ ở phía nam đèo hải vân nơi đây chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi dìa xa phía tây nam hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên trời chuyển nhiều mây hơn có mưa gia tăng một vài nơi xảy ra mưa vừa do trời nhiều mây hơn nên nhiệt độ ngày mai không cao thời tiết mát mẻ hơn những ngày trước tuy nhiên sự xuất hiện của những cơn mưa sẽ gây trở ngại cho các hoạt động du lịch ở tại tam kỳ của quảng nam quy nhơn của bình định nha trang ở khánh hòa và cả phan thiết của bình thuận Khu vực Tây Nguyên với sự mạnh lên của gió mùa Tây Nam, mây rông có điều kiện phát triển mạnh hơn tại khu vực. Do đó, thời tiết ở Tây Nguyên trong 24 giờ tới sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to. Khoảng sáng đến trưa thì trời nắng yếu. Tại Con Tum và Buôn Ma Thuật, nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động từ 22 đến 23 độ và cao nhất ngày mai sẽ không vượt quá là 31 độ. Riêng đối với Đà Lạt, nhiệt độ chỉ khoảng từ 17 cho đến 25 độ. Khu vực Nam Bộ thời tiết cũng có phần nhiều mây hơn, mưa rào và rông diễn ra vào đêm nay cũng như trưa chiều mai, có nơi mưa vừa mưa to. Thời điểm sáng và trưa trời giảm mây, trời nắng gián đoạn nên đây là lúc thuận lợi cho hoạt động ngoài trời. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cà Mau và Long Xuyên của An Giang, nhiệt độ thấp nhất là 25-26 độ và cao nhất là 32-33 độ. Du lịch biển đảo do hoạt động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, nên gió Tây Nam ở trên vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ trở vào Nam Bộ mạnh lên. Đồng thời mưa rông có xu hướng gia tăng nên sẽ không thuận lợi cho du lịch. Nằm trong xu thế chung của khu vực, nên khu vực côn đảo và Thổ chu duy trì trạng thái nhiều mây có mưa rào và rông, có lúc xảy ra mưa vừa mưa to. Nhiệt độ trong ngày không vượt quá 31 độ. Trong khi đó quay trở ra cô tô và khu vực cù lao tràm thì tại các nơi thời tiết ổn định, chỉ có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ vào khoảng 25 đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin được kính chào và tạm biệt.